giới loài người được sống với bao điều là nơi thế giới loài người từ ngày đầy chuyện buồn vui nơi thế giới loài người nơi mà rất có khi là vui mừng và đôi khi buồn lắm nụ cười luôn có xanh trên môi tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi làm sao biết hết được loài người tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi làm sao biết hết được loài người cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui có lắm lúc con tim khờ dại để lòng mình không muốn ghét ai có lắm lúc mong như trẻ dại để mình được yêu mến Cảm ơn tất cả các em. Có phải là dọn vệ sinh thì mệt, nhưng mà dọn xong cảm thấy thoải mái đúng không nè? Dạ. Cô giáo nói cũng đúng. Dọn vệ sinh có mệt thì mệt thiệt, nhưng trong người đúng là cảm thấy thoải mái. Có phải cùng làm với nhau nên thấy vậy không ta? Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ học cùng nhau một năm. Bởi vậy, cô muốn chúng ta hãy cùng nhau trang trí căn phòng này thật đẹp. Có ai có ý kiến gì không? Dạ, làm thành vườn hoa đi cô. Làm thành vườn hoa là sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ trồng cây trong phòng này hả? Dạ. Dạ thưa cô, con có ý kiến. Hay là mình làm sở thú đi cô. Mình nuôi hổ nè, nuôi tinh tinh nè, nuôi khỉ nè, nuôi đười ươi nè. Rồi mình nuôi tắc kè nè, nuôi rồng Komodo nè. Mình nuôi lung tung beng hết cô. Làm vườn hoa hay làm sở thú gì đều được hết. Nhưng mà cô thấy những ý kiến đó không có khả thi. Dạ, không có khả thi là gì hả cô? Là rất khó thực hiện ở đây, trong lớp học này. Có gì đâu mà Nhưng đã quyết định bến tàu rồi mà. Chưa quyết định, đây mới là tập hợp ý kiến mà thôi. Bực mình quá. Thôi, cô thấy là ý kiến vũ trụ cũng hay nè, bến tàu cũng hay. Bây giờ, các em nói đi, các em thích ý kiến nào hơn? Bến tàu, bến tàu. Im lặng. Với cái tình hình này, chúng ta phải bỏ phiếu mới được. Nhưng nghĩ kỹ á thì thấy vũ trụ cũng được đó chứ. À, tất nhiên là không có bằng bến tàu rồi. Hoàng Lan nó tham gia vô nên mọi chuyện mới như thế này đây. Nhưng mà thằng Suri nó bày ra cái vũ trụ chứ. Nếu như Hoàng Lan nó không nói thì mọi người đã đồng ý bến tàu rồi. Đã quyết định đâu cơ chứ.
Mới là tập hợp ý kiến thôi mà. Bực quá. Làm cái nào cũng được, bến tàu hay là vũ trụ gì cũng như nhau đó. Đây không phải là vấn đề bến tàu hay là vũ trụ. Vậy là cái gì? Đây là một thử thách giữa Mạnh Vũ và Masuri. Mình đã nói là bến tàu, sao thằng ranh đó với nó là vũ trụ được chứ? Được rồi, để coi cái vũ trụ của nó ra làm sao. Các bạn ơi, có phải cô giáo dặn tụi mình đó là về nhà phải suy nghĩ thật là chi tiết về vũ trụ phải không? Ừ. Nhưng mà làm sao hả? Hay là một lát nữa các bạn tập trung ở nhà mình nha. Ừ. Ê, còn Hương Hà thế nào? Mình cũng không sao. Còn Suri? Mình cũng đồng ý. Vậy các bạn về nhà rồi qua nhà mình liền nha. Nhớ là lên phòng học của mình đó. Cứ quyết định như vậy đi ha. Ừ. Ây cha, buồn quá. Mấy đứa nhỏ đi học có chơi hết trọi rồi. Ngọc Yến cũng đi nhà trẻ. Bởi con đang làm gì đó? Con đang đọc sách ba. Thưa ba. Ủa, con đang bận hả? Dạ, con phải vẽ gấp để đưa qua phòng triển lãm đó ba. Vậy thôi, ba không làm phiền con. Trời ơi, đi về rồi. Suri đi học về rồi. Thưa mẹ, thưa ba. Suri, cô giáo đối xử tốt với con không? Ông biết không, con là đi vô trong ngôi trường nhà hung tay từng cô giáo một. Nè, nghe ông hỏi này, học được cái gì rồi? Bài học đầu tiên là cái gì? Đúng rồi, hôm nay con học cái gì? Rồi, dạ, mọi người hỏi từ từ thôi. Hỏi nhiều quá, làm sao con trả lời kịp. Rồi, hỏi ông nghe đi, rồi. Học cái gì? Dạ. Thôi, bây giờ mình vô ghế ngồi đi rồi từ từ hỏi chuyện nha. Vô ngồi. Đi ghét quá. Sao, nay học được cái gì? Dạ, ngày đầu tiên chả học gì hết trơn không? Ừ, là sao? Cả lớp con chỉ dọn dẹp vệ sinh thôi. Nhưng mà ông với ba mẹ biết sao không? Lớp con đã quyết định trang trí lớp học thành một không gian vũ trụ theo ý kiến của con. Chỉ có vậy thôi hả? Mình chỉ có vậy là sao? Cả lớp đã nghe lời Suri, tức là Suri là giỏi nhất lớp rồi, phải không? Biến cái lớp học thành không gian vũ trụ hả? Dạ. Thôi rồi, để tối á, ông tới lớp, con biến hết thành vũ trụ cho. Đúng rồi. Không đùa đâu ông. Hả? Bọn con đã quyết định là cùng nhau sẽ làm. Tự con làm? Dạ không, con và cả lớp sẽ làm. Nhưng mà nếu cần thì cứ nói ông giúp cho nghe. Dạ. Ông ơi, bây giờ con qua nhà Hoàng Lan để bàn bạc đúng không? Được anh nha, nhưng mà nhớ cần thì phải nói nghe chứ. Dạ. Anh, nếu mà như vậy thì đi học ở thế giới loài người cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Không biết dê thì sao ta? Cậu á, biết cái lớp học thành cái không gian vũ trụ. Lạ. Lạ. Cậu thay quần áo nên mới đến trễ phải không? Thu Hà nói là một ngày phải thay 3 lần quần áo thì tối cậu mới ngủ ngon được đó. Ai nói 3 lần chứ? Không phải sao? Không phải, 4 lần. Quá cửa à, 4 lần. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm không gian vũ trụ như thế nào? Trên đường đến đây, mình đã suy nghĩ. Chúng ta sẽ làm con người vũ trụ và người ngoài hành tinh là hợp lý nhất đó. Trên trời thì mình dán thật là nhiều sao. Như là sao thiếu nữ nè, sao hình bình nước nữa.
Được đó, được đó. Thế Suri thấy được không? Mình hả? Mình sẽ bay hết chỗ này đến chỗ khác. Bay hết chỗ này đến chỗ khác? Cậu tưởng cô đang đóng phim siêu nhân hả? À quên, chỗ này đâu có bay được, đúng không? À, vậy là ở chỗ khác cậu bay được hả? À, không phải, phải. Ý mình á, là mình sẽ làm ra một ngôi sao nhỏ gì nè, sau đó mình bám vào đó rồi mình bay. Vậy thì mình sẽ làm một con thuyền vũ trụ, các vì sao nè, như là sao Thủy, sao Hỏa, sao Mộc. Quyết định vậy đi nha. Chúng ta sẽ dùng những đồ phế phẩm như lon hoặc hâu. Chúng ta sẽ làm con thuyền vũ trụ và người ngoài hành tinh, như vậy các cậu thấy có được không? Được đó, được đó. Lớp mình thật là nhiều nhân tài, chắc chắn lớp mình sẽ thật là đẹp. Hay đúng rồi, mình vũ với tranh đẹp lắm, hay là mình giao cho bạn đó vẽ đi. Ờ, còn sao chổi, mình giao cho Suri làm nha. Suri làm được không? À, mình làm được mà. Bây giờ mình sẽ vẽ bản thiết kế ra, xem nên làm thế nào ha. Ừ, được rồi. Yeah. À. Mà nè, nếu như hồi nãy mình mà không cản á, thì chắc cho Tuấn còn bị đánh bầm dập hơn bây giờ nữa kìa. Nhưng mà đánh nhau thì được cái gì chứ? Dạ. Còn bị cái thằng nhóc nhỏ xíu đánh cho còn không biết xấu hổ. Ai biết đâu. Mới đầu á, tưởng nó là đại ca. À dè, nhìn lại nó có chút xíu à. Bị cái thằng nhỏ hơn hai lớp nó quýnh. Nhục dễ sợ. Mà mai phải đi học thôi chứ sao giờ. Mà nè, cái chuyện này á, bí mật, không có được kể cho ai nghe đâu, biết chưa? Ờ, thôi, mình đi vô nha. Nè, mai gặp nha. Ờ. Đi học á, quan quan đại ca với phó đại ca, rồi giờ bị cái thằng nhỏ hơn 2 tuổi nó đập cho, mang nhục không? Thôi kệ, học chung lớp với dê là may mắn rồi. Ba mẹ ơi, con đi học về rồi. Về rồi hả? Ôi trời đất ơi, chị Dê mới về rồi. Bạn không? Dê Dê, cô giáo con sao? Con quen được ai trong lớp? Dạ. Học môn gì mới? Dạ. Nè nè nè, cái phòng học cô có biến thành tàu vũ trụ không hay là biến thành cái gì khác? Thôi thôi vậy dạ. Đi ba mình. Thôi vô ngồi đừng nghe đó. Dạ, con thấy đi học thì cũng bình thường, nhưng mà con cũng vui. Mấy đứa bạn cùng lớp con tuy có hơi ngớ ngẩn chậm chạp một chút, nhưng nói chung cũng dễ thương. Còn phòng học của con thì bình thường, không có gì đặc sắc hết. Thôi, con lên phòng nha. Ờ, mà hình như em thấy con Dê Dê có vẻ thích đi học rồi đó. Ừ, từ khi xuống thế giới loài người tới bây giờ, con mới thấy nó nói nhiều như lúc nãy á. Chắc là nó vui lắm á. Ừ. Sao Suri nó không gọi gì hết ta? À ba, ừ? Vậy sao ba không đi qua nhà Hoàng Lan coi thử coi. Ừ. Rồi sẵn đó ba thăm bà Sương với lại Ngọc Yến luôn. Dạ đúng rồi ba. Ừ, chắc ba phải đi đi. Dạ. Đi qua để coi Ngọc Yến nó đi mẫu giáo hay về chưa. Dạ. Ba đi. Dạ, dạ. Dạ. Ê, Ngọc Yến đi mẫu giáo về chưa? Con về con. Trời đất ơi, bữa nay nói cái gì vậy, bị cái gì vậy? Dạ, bác mới qua chơi á bác. Ôi, chào con. Dạ, bác ơi, Ngọc Yến nãy giờ nó buồn vì mấy anh chị không có cho nó lên trên phòng chơi. Ừ, dạ. Yeah. Ừ. À, bác ngồi đây đi, mẹ con đi ra ngoài chút xíu mẹ con về liền à. À, không sao, tôi qua đây không phải để kiếm bà Hoàng Lan, tôi qua đây để chơi với Ngọc Yến. Vậy thì hay quá, Ngọc Yến ông qua chơi với con kìa. Ông ngồi đây nha, để con ra sao. Tự nhiên. Căn phòng đó là căn phòng nào? Ông đi với con nha. Đi. Các con mà vẽ cái tàu vũ trụ rồi như vậy là ông thấy không có ổn. Phải vẽ nó bự hết cỡ luôn. À, hay là mình biến cái phòng học qua thành viên của tàu vũ trụ luôn. Trong đó cô giáo học trò cùng học với nhau chỉ mới hay. À, thích quá.
Đó, trời ơi, cậu biết nó thích quá kìa, nó thích quá, nó vỗ tay kìa. Đó, rồi rồi các con phải vẽ người hành tinh thì đừng có vẽ một người, mà phải nhiều người, có ông bà, cha mẹ, anh chị em hết ở trong đó mới được. Đúng không? Ông hành tinh mà cũng có em sao? Có em chứ, ông bà, anh chị em đủ cả. Ê, mày phải vẽ con khỉ nữa. Trời, hay dữ ha. Tự kể rồi tự cười một mình vậy ha. Giờ mấy đứa nhỏ kìa, cái nó có phản ứng gì không? Nó đâu có thích đâu. Trời đất ơi, sao tự nhiên tham gia vô chuyện của mấy đứa nhỏ chi vậy? Vui sao? Người ta không có thích. Tự nhiên vô đặt chuyện ra kể mệt ghê vậy. Ăn đi mấy con, ăn đi. Mấy đứa ăn đi, ăn đi thoải mái. Đây, ăn đi, trời ơi con, mời khách đi con. Mấy bạn ăn đi. Giỏi ghê ha. Người ta không có thích mà cũng ngồi mà kể chuyện hoài. Thôi làm ơn đi ra cho mấy đứa nhỏ nó tự chơi với nhau đi. Nói đi ra là đi ra nhanh lên, còn ngồi đó nữa. Yên, đứng dậy đi ra đi con. Trời, để đó bà xử cho. Sao vậy mẹ? Bực mình. Chỗ mấy đứa nhỏ đang bàn bạc với nhau, tự nhiên không đưa Ngọc Yến vô à? Rảnh quá không biết làm gì, làm toàn chuyện tầm phào không à? Chắc tại bác ấy buồn quá cho nên mới vậy. À mẹ nè, mai mốt á, mẹ đi sinh hoạt ở hội người cao tuổi đó, cho bác ấy đi theo với nha. Ờ thì dẫn đi. Không được đâu, không được đâu. Sao vậy mẹ? Tôi ghét con chà đó lắm. Mà bác ấy đâu rồi? Còn ở trển không? Mẹ đuổi ra rồi, dẫn Ngọc Yến ra công viên chơi rồi. Mà Ngọc Yến nhà mình cũng lạ ghê. Sao mà nó mê ông già này, mê dễ sợ luôn là sao vậy? Mẹ uống trà không? Con pha cho. Thôi thôi rồi, để mẹ tự pha được rồi. Con cũng muốn lên vũ trụ gặp những người ngoài hành tinh. Không được đâu con. Ta đi bằng chổi được mà. Không đi bằng chổi được đâu. Tại sao lại không được? Đi bằng chổi thì không đi lâu được. Bác. Ôi. Ủa bác làm gì ở đây vậy? Đi dạo với Ngọc Yến. Hay là giờ bác đến cửa hàng chơi với con dán cờ vây đi. Cờ vây là cái gì? Hay là cờ tướng? Cờ tướng hả? Bác không biết chơi cờ tướng luôn hả? Thôi được rồi, để con chỉ cho bác nghe. Rồi. Kính thưa quý vị, sau đây là trận đấu cờ tướng giữa hai kỳ phùng địch thủ, đó là ông Tấn Trung, chủ siêu thị Family, và ông Baram, người hàng xóm. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. Ông Tấn Trung là người nhỏ tuổi hơn cho nên ông sẽ ra quân trước. Ông ta đã vô pháo đầu rồi, không biết ông Baram sẽ làm sao đây? Làm sao đây? Ông ta đã chống tưởng lên rồi, sao nữa? Tấn công chứ sao? Tấn công. Chiếu tướng đang chút đầu rồi, không biết ông Baram sẽ ra sao đây? Ồn quá, trời, ta đang chơi tập trung mà nói cái gì lung tung mệt quá. Dạ. Trời, anh không biết gì hết á. Mình phải bình luận như là bình luận viên bóng đá vậy đó, cho nên nó thêm phần hấp dẫn, nhiều người coi người ta thấy hứng lên, đúng không Ngọc Yến? Được, nói tiếp đi. Ông Baram sao nữa đây? Ông ta đã chống sỉ lên, đã tạo được một bức tường thành vững chắc rồi. Ông Tấn Trung đang suy nghĩ. Trận đấu thật là căng thẳng. Hai người đánh không sao nhưng mà người coi đổ mồ hôi. Bây giờ tụi mình sẽ làm con tàu vũ trụ và người ngoài hành tinh. Cái này thì mình sẽ làm bằng mấy đồ phế phẩm. Còn đây là cát vì sao nè. Tụi mình sẽ vẽ trên giấy cứng và cắt
treo lên trần nhà. Mạnh Vũ, bạn khéo tay á, bạn phụ trách việc này nha. Thôi, bạn tự làm đi. Còn thấy hồi thì sao? Mình cũng không làm đâu. Nếu bạn thích thì làm đi, chơi cho mặt sướng. Nè Mạnh Vũ, vậy có khi lại tốt hơn đó. Thôi tụi mình đứng cho Mạnh Vũ và Thái Hồ tham gia nữa. Ừ, phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ tụi mình vô lớp hỏi được các bạn xem nên lấy đồ phế phẩm ở đâu. Hay là tụi mấy bạn về nhà thu gom rồi đem lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ cần mấy cái lon không để làm con tàu vũ trụ và người ngoài hành tinh. Vì vậy các bạn hãy nhớ mang theo lon không và chai nhựa nha. Bạn làm đi, mình không làm đâu. Mình cũng vậy. Mình cũng không làm đâu. Làm gì? Sao các bạn lại nói như vậy chứ? Cả lớp mình cùng làm mà. Chứ không phải, các bạn đã bỏ phiếu rồi mà. Các bạn thấy có đẹp không? Tụi mình cùng làm với nhau ha. Mình không tham gia đâu. Mình cũng không tham gia đâu. Mình cũng vậy. Mình cũng vậy. Những cái gì? Tại sao các bạn trong lớp lại không làm nữa ha? Thì vậy mới nói. Ủa, chứ bốn tụi mình làm không được hả? Cái gì? Còn nhiều đồ phế phẩm vậy đó mà có mấy đứa tụi mình tìm mà chừng nào mới đủ. Dù có đủ á, chỉ có mấy đứa tụi mình làm thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Trang trí một cái phòng học có gì đâu mà phức tạp như vậy chứ. Hay là Mạnh Vũ và Thái Hồ hăm dọa các bạn khác? Hăm dọa sao? Chắc là hai đứa đó chắc hăm dọa các bạn là nói các bạn không được giúp đỡ tụi mình rồi đó. Không lẽ vậy? Chắc là vậy. Lúc nãy khi mình nói chuyện với các bạn thì các bạn nhìn Mạnh Vũ và Thái Hồ rồi mới nói là không làm. Ừ, đúng rồi, mình cũng thấy vậy đó. Vậy là đúng rồi. Tụi nó thì làm cái ga tàu, còn tụi mình thì làm vũ trụ. Chắc tụi nó không ưa thôi. Ôi, lại không ưa cái gì nữa đây? Phức tạp quá. Hay là mình dùng phép thuật vẽ luôn cho rồi. Nè, tao nói lại, cả lớp không có đứa nào được giúp Hoàng Lan và Suri nghe chưa? Không có đứa nào được giúp nghe chưa? Nên nhớ, chỉ cần một cái lon nhỏ thôi thì cũng liệu hồn. Liệu hồn nghe chưa? Mạnh Vũ, bạn muốn đánh nhau không? Cái gì? Cái này nó ngon. Được, đánh thì đánh. Được, tôi sẽ đánh nhau với bạn. Mây thật nhanh đi vào ngàn năm ánh sáng. Bạn tránh ra, con ra tránh ra. Tôi đi về quê nhà. Dù cho mày có tập tơ quên lôi nữa thì mày cũng là con gái. Nó không quyền nhau với con gái. Chính ra. Còn chấm. Mày tránh ra đi. À, hôm nay chúng ta chưa cờ. Ba Sili vườn đỏ. Con Sili vườn đẹp. Rồi nhớ rồi. Lớn đỏ, nhỏ đen. À, rồi chị đi. Dạ. Con sẽ tường thuật trận đấu này nha. Thì như là tấn trùng đá banh gì đó. Khi đá banh thì có người tường thuộc để cho khán giả tiền theo dõi và hấp dẫn, hiểu không? Nào, dạ được. Mà sao không thấy Mạnh Vũ rồi đánh nhau với con quậy? Dạ, tại khi mà trang trí lớp học đó thì Mạnh Vũ lại muốn chuyển lớp học lên một bến tàu. Chỉ là chỉ con trai với Mạnh Vũ rồi. Dạ. Sao mình
không biến thành cái bến tàu của tàu vũ trụ cũng được vậy.